À, xin giới thiệu với anh Hùng, đây là em Vinh. Không có lộn, em Vinh. Còn em Vinh là em đây. Vẻ đẹp bất ngờ của cô gái đến từ An Giang. À, kính thưa các bạn còn nhớ đây không? Đây là Vinh một tháng trước. Và hôm nay Phú đang có mặt tại Độc Lạc Bình Dương. Và Phú muốn chia sẻ cho các bạn vóc dáng, vẻ xinh đẹp, kỳ lạ, bất ngờ của Vinh hiện nay đâu. Tăng mời hoa hậu xuất hiện. Quay xa xa ra để khán giả cảm nhận vẻ đẹp toàn thể chứ. Chào khán giả, mình Độc Lạc Bình Dương. Ok rồi, bây giờ em xoay một vòng cho khán giả coi coi. À, ngon lành cành đào chưa đó. À, trời ơi, bữa nay tóc mướt ơi là nó mướt mà nó đen mà nó đẹp quá ha. Nó vén lên tí chờ khán giả coi. À, thấy chưa? Hồi trước các bạn thấy không? Hồi trước là nó nguyên một cái khối này u ở đây nè, bây giờ nó biến mất rồi. Mà bữa nay đẹp không? Dáng thon không? À, xin hỏi hoa hậu là đến từ phương nào? Đến từ An Giang. An Giang. Cái vùng của mình có phải là gần núi Cấm không? Dạ đúng rồi. À, các bạn, Phú đã từng xuống nhà Vinh rồi các bạn ha. Và các bạn thân mến, Vinh mà bỏ được một khối u khổng lồ như vậy á, là nhờ tài năng của bác sĩ Thái Trung. Và nhờ cái sự đồng cảm của khán giả Độc Lạ Bình Dương và kênh Thầy Giáo Đồng. Dạ. À, thì hôm nay Vinh có mặt ở đây để làm gì? Để nghe, muốn em muốn nghe cái gì? Dạ em muốn nghe cô bác viết khán giả ở trong Bình Độc Lạc Bình Dương để là chúc mừng em sau bước sau này là em đi xa chị. À, diễn đạt chưa chuẩn đâu, để Phú nói cho nghe đấy. Khi mà gặp Phú á, là Vinh nói là hôm nay á, còn vài ngày nữa thôi là Vinh sẽ bước vào cái đợt xạ trị tại ung bướu đó. Thì Vinh muốn nghe những lời động viên, những cái lời cầu chúc từ khán giả Độc Lạ Bình Dương. Bởi vì cách đây một tháng á, khi mà Vinh bước vào cái ca đại phẫu cắt bỏ khối u á, thì Vinh cũng rất là hoang mang. Và đợt đó thì nhờ những lời động viên của khán giả trên livestream mà cái ca phẫu thuật đó nó rất là thành công. Thì đợt này những cái tế bào mà gọi là những tế bào gốc á, nó vẫn còn tiềm ẩn ở phía trong này. Và Vinh theo hướng dẫn của bác sĩ Thái Trung sẽ đi xạ trị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ Vinh muốn nghe những lời cầu chúc từ khán giả đó. Dạ. Em tâm trạng em bây giờ như thế nào, có hơi lo lắng không? Có. Chạy qua là xạ trị mà không biết sau này như thế nào, rất lo. Rất là lo. Dạ. Nhưng mà em cứ yên tâm đi. Lát nữa thôi thì anh sẽ cho em coi những lời cầu chúc của khán giả. Mà lần trước đó em khóc luôn phải không? Dạ đúng rồi. Mà khán giả chỉ cần một vài lời cầu chúc là em coi là ca phẫu thuật quá thành công quá. Dạ. Trời không? Khán giả có động viên gì chưa? Dạ có, rất là nhiều khán giả trên Độc Lạc Bình Dương á là chúc mừng chị Vinh này rất là nhiều nè. Có chị Tuyết nè, rồi chị Xuân nè, rất là nhiều. Đó, chị Xuân nói là em cứ tự tin đi, có anh Phú với anh chị ở đây là em phẫu thuật ấy đi, em xạ trị thành công mỹ mãn luôn. Anh Thu Bồn nói trời ơi hôm nay không ngờ Vinh lại đẹp như vậy. Trời ơi. Ôi đây gì? Tuyết Mai yêu cầu em hát một bài nè. Đó, giờ có phong màn đẹp xinh ở đây rồi. Nhưng mà... Dạ là em cũng xin lỗi tất cả mọi người là cái vết thương em nó chưa có lành mấy đâu, em chưa có hát được. Thông cảm, chừng nào em xạ trị xong là em bứt 10 bài luôn. rồi, hôm nay vết thương nó chưa ở trong chưa biết như thế nào nha các bạn ha, là thông cảm đi. Bạn này nói là xạ trị xong là bạn quất một phát một lèo 10 bài phục vụ khán giả luôn. Đó. Em cứ yên tâm bước vào cái đợt xạ trị nha. Quá trời lời chúc mừng dành cho em nè. Rồi sắp tới nếu mà em xạ trị thành công mà em có nhu cầu muốn làm việc tại Độc Lạ Bình Dương Shop thì có anh đây, có anh Vinh Vui Vẻ đây sẽ đưa em về tạo điều kiện việc làm cho em. Em sẽ mở ra một cuộc đời mới, một trang mới ha. Dạ. Rồi anh Vinh Vui Vẻ chia sẻ cảm nhận của anh hôm nay khi thấy em Vinh là như thế nào, và sắp tới anh sẽ tạo điều kiện gì cho em Vinh? Thấy chị Vinh hôm nay rất là đẹp thôi cả nhà. So với một tháng trước thì giống như là hai con người khác biệt luôn, hôm nay rất là đẹp. Thì chị Vinh cứ yên tâm, khi mà đến Độc Lạc Dương Sống thì chỉ cần mang một nụ cười, mang một cái tinh thần thoải mái thì mọi việc nó sẽ thành công thôi. Thì sau khi mà chị xạ trị xong nha,
Rồi sau đó thì sẽ được đọc làm duyên shop của em tiếp nhận, và chị sẽ với vai trò ca sĩ trên kênh đó, rồi sẽ tương tác với khán giả, sẽ phục vụ khán giả nhiều hơn ha, và hát những cái bài hát rất là tuyệt vời đó. Qua cái video ngắn ngủi này thì Phú cũng mong muốn là những các bạn mà gặp những cái hình hài dị biệt á, các bạn có thể là liên hệ với Độc Lạ Bình Dương ha, qua cái Zalo là 0888 777 85, thì Phú sẽ kết nối với bác sĩ ha, để hỗ trợ các bạn đó. Và trường hợp mà các bạn gặp khó khăn trong công việc sau phẫu thuật thì Phú dựa trên tài năng của các bạn cũng có thể là hợp tác và mời các bạn về Độc Lạ Bình Dương Shop để tạo điều kiện cho các bạn. Rồi, một lần nữa chúc em sắp tới sẽ thành công trong đợt xạ trị tại Sài Gòn ha. Dạ. Rồi em gửi lời chào tới khán giả đi. Dạ em chào khán giả. Và em cũng cảm ơn quý khán giả và cô bác anh chị trên Độc Lạ Bình Dương cùng Thế Dao Động, trung bên Thế Dao Động luôn đã hỗ trợ và chúc mừng em từ lúc phẫu thuật. Yeah. Rồi là sự cố gắng của em là mọi người chúc mừng. Yeah. Là mới em là tự tin. Yeah. Bản thân mình là mọi người chúc sẽ thành công, bây giờ thành công thật. Quá trời ngon. Tự tin. À. Em rất tự tin. Rồi từ nãy giờ nhận mấy cái lời chúc thôi mà đã tự tin sung sức rồi các bạn ha. Phú tin là ca xạ trị sắp tới sẽ thành công và Vinh sẽ thực sự là đổi đời. Kính thưa các bạn, thì ngày hôm nay á, là có một cái nhân vật rất là đặc biệt đó, khi mà đến thăm Độc Lạ Bình Dương. Anh Hùng ơi, em mời anh Hùng cùng với chú chó bo tài năng của mình đi vào trong để mình cùng gặp một ca sĩ nha. Đó thì giới thiệu với các bạn là anh Hùng đây là một nhạc công đó, cùng với chú chó bo tài năng hiện nay sẽ kết hợp với lại một cô ca sĩ rất là đặc biệt. Đây rồi, bo bước lên đây, còn bo cũng bước lên đây, con ngồi với ca sĩ cái cây, con lên đây. Mấy ghế này nó có không quẹt. Nè, bo. Cái lên. À xin mời bo lên ghế. Nè, lên. Mấy ghế này lên ghế lạ, nó quen người mà ghế cũ. Ghế mũ á. Nè bo. Hay là đồng chí lên ghế này. Lên đây bo, lên đây nè. Con lên đây cái ghế mũ lấy cái cửa được không? Con lên đây nè. Lên đây. Rồi, con quay mặt qua đây, con ngồi xuống. Sao được, đồng chí cứ ngồi đây nha. À, ngồi xuống. Cái đây là sofa. Cứ ngồi đó, rồi bình tĩnh ha. Rồi, con giơ tay lên chào cô chú các anh. Giơ tay cao lên. Rồi. Hay quá. Rồi, ngồi xuống đó đi. Thôi, hai đồng chí cứ ngồi họp đó nha, mình họp bên đây. Đây là một nhạc công nha. Nhạc công hả? Nhạc công đó. Độc Lạ Bình Dương thì phải khác Độc Lạ Bình Thường ở chỗ là ca sĩ là được tuyển về từ An Giang về mới phẫu thuật xong. Còn nhạc công là đây. Là một chú chó bo tài năng. Quê quán của chú chó bo này như thế nào, tiểu sử ra sao ạ? Cái này là quê quán ở Kiên Giang. Quê Kiên Giang. Rồi anh gặp đồng chí bo này trong hoàn cảnh như thế nào? Ở Lâm Đồng, ở trong xe rác. Úi dạ, đồng chí này công tác trong xe rác à? Không, người ta bỏ trong xe rác. Ủa, là bị người ta bỏ rơi à? Đúng rồi, người ta bỏ rơi trong xe rác á. Hồi đó là chắc nhỏ xíu ha. Nhỏ xíu à, thấy ghê lắm, người ta bỏ mà. Rồi anh đi làm mấy nghe chó con la trên xe gác ở trong bao á, anh cột cái miệng lại. Anh hỏi mấy người đó con gì la giống vậy, nó nói chó con. Ông có nuôi không cho ông nè, mình thấy đem về nuôi cái đó khôn rồi. Mà nó có bị gì không mà người ta bỏ nó vậy? Thì nó bị bệnh bẩn thỉu quá người ta bỏ. Bị bệnh. Nhiều cô chú anh chị hỏi nay chung ca trên trang Facebook của anh, nó hỏi anh dạy chó cách nào mà khôn cái gì, không biết cách nào đâu. Tại nó khôn vậy đó. Bé bo hiện nay là chơi được là nó chung ca một mình chơi được ba nhạc cụ luôn, vừa đàn ọc gan vừa hai cái trống. chơi được hai cái trống với đàn ọc gan. Đàn ọc gan. Diễn dữ à nha. Diễn sức trên 30. Sao? Diễn sức trên 30, diễn trò vui. Lăn lết ăn xin, lính đặc công, thiêu vũ, mua lăn các kiểu, bán vé số. Trời ơi, nghĩa là diễn xuất trên 30 có lọt hoặc đúng, khác nhau. Đúng rồi, khác nhau là trên 30. Lăn lê ăn xin, bán vé số, các bán, kiểu. Bán vé số mà thiêu vũ, mua lăn. Thiêu vũ, mua lăn luôn. Bo lên đây con, lên đây. Đây là bo này. Bo lên đây, lên đây. Có thể là diễn ngồi nói chứ chuyện con đi đâu vậy?
Người ta nói là tạp kỹ đó các bạn. Có thể diễn được tạp kỹ luôn. Ôi trời, bái phục. Tuy nhiên đó mới chỉ là lời rao hàng của ông nội mà thôi, tôi không biết là có chính xác hay không. Rồi, muốn chính xác này thì chừng nào Phú về phòng trọ thì sẽ diễn hết tất cả đủ trò. Phòng trọ của anh hả? À đúng rồi. À đó, nó có đầy đủ nhạc cụ. Có đầy đủ nhạc cụ hết. Rồi, nhưng mà thôi mà hôm nay mình tham dự cái cuộc họp nhẹ này xíu nha. Rồi, các bạn ngồi vô đi. Anh ngồi vô đây anh. Rồi, lấy ghế này, nó không quen ngồi ghế đó, nó cũng hơi khó. Bo con leo lên đây, con ngồi đây nè bo. Con ngồi đây với ba nè. Đấy. Bo sắp tới có muốn làm việc ở Độc Lạ Bình Dương Shop thì ngồi họp đàng hoàng chưa? Đây, bo. Bo leo lên ghế này nè. Có người đẹp kia mà nè, mà chê nữa hả? Leo lên. Đó. Rồi sao mấy cảnh này Vinh không quay Vinh? Rồi ngồi đàng hoàng, ngồi. Rồi để tay lên đây cho nó lịch sự rồi, để tay lên đây cho nó lịch sự rồi. Để tay lên đây. Gì đó. Để tay lên hai tay luôn á. Để tay lên đây. Vẫn biết bấm điện thoại luôn nha. Biết chơi điện thoại, cầm điện thoại quay phim. Kì vậy? Có đủ hết mà. Vậy là sắp tới là thế luôn công việc của Thuận rồi. Diễn xuất cái vi phạm giao thông rồi nó là không có sót cái gì luôn. Qua hiện nay là đi tới đâu là gọi là idol của nó. Điện thoại của con nè. Nó bấm điện thoại đây, tay đâu lấy tay bấm điện thoại coi. Vinh ngồi đây đi, ngồi đây. Cái điện thoại này, cái điện thoại này để nó chơi đó. Nè, bắt điện thoại chơi đi, lấy tay bấm điện thoại chơi đi con. Lấy điện thoại tay ừ. Rồi. Quẹt. Anh và bạn Bo tập trung xíu nha, mình mở màn cuộc họp hôm nay. Xin chào các bạn, hôm nay Phú với vai trò giám đốc công ty Độc Lạ Việt Nam tổ chức một cuộc họp nhẹ để giới thiệu những thành viên đặc biệt sắp tới sẽ hợp tác với nhau. Đấy. Xin giới thiệu với anh Hùng, đây là em Vinh. Không có lộn, em Vinh. Còn em Vinh là em đây. Em Vinh này là vừa được Độc Lạ Bình Dương cùng với ekip bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và Mạnh Thường Quân cùng với kênh thầy giáo đồng là hỗ trợ phẫu thuật. Thì từ một cái cô gái mang một khối u rất là lớn trên gương mặt, khối u nặng khoảng 4kg thì bây giờ em đã cắt bỏ được rồi và em đã trở thành một cô gái là quyến rũ. Và định hướng của em sắp tới sẽ trở thành ca sĩ tỏa sáng trên bầu trời Độc Lạ Bình Dương Shop. Còn giới thiệu với em Vinh thì đây là anh Trần Văn Bo. Bé Bo. Bé Bo, nhưng mà bé Bo này là nam hay nữ? Gái. Gái. Cô gái. Rồi. Để tay lên đây bố. Để tay lên đây. Để tay lên đây cho nó lịch sự coi. Để tay lên đây. Để tay lên. Chị Bo để tay đây. Rồi, có gì phát biểu gì thì mình giơ thẳng lên nha. Rồi, giới thiệu với chị Bo, còn với em Vinh thì đây là anh Hùng, là một nhạc công, cũng là đồng bào người Khmer với Vinh luôn. Đó. Rồi mọi người hôm nay được mời tới Độc Lạ Việt Nam để khích lệ tinh thần để cho bạn Vinh này sắp tới là sẽ bước vào một cái đợt xạ trị tại bệnh viện Ung Bướu. Và nếu mà trường hợp mà bạn Vinh mà xạ trị xong á, sức khỏe ok ha, thì bạn Vinh sẽ được tạo cơ hội làm việc tại Độc Lạ Bình Dương Shop. Đấy, đây là giống như là mình nhen nhóm một cái tia hy vọng để bạn Vinh bước vào một đợt xạ trị cho nó mạnh mẽ lên. Bởi vì á, các bạn biết rồi, xạ trị thì nó có thể ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà Vinh không xạ trị thì những tế bào trong người Vinh á, thì nó gây nguy hại cao. Đó là khuyến cáo của bác sĩ. Và tinh thần của Vinh thì đang ngày càng tích cực. Và anh hy vọng là sắp tới em sẽ tự tin và xạ trị thành công để về Độc Lạ Bình Dương Shop làm việc ha. Cơ hội và cuộc đời của em đang mở ra với rất nhiều cái niềm vui phía trước. Anh hy vọng em sẽ gặp nhiều may mắn. Đó. Bây giờ đây thì tham quan cách làm việc tại Độc Lạ Bình Dương Shop cũng như là gặp gỡ những bạn như thế này, cảm xúc của em như thế nào? Rồi đây em nói dài ra chứ chắc vui. Và hồi hộp lần đầu tiên vô đây được gặp các em là giải công việc này kia.
rất vui được đi làm. Nếu hết bệnh là xin vô làm đây. Em xài trị thành công, ok xong rồi thì em sẽ về Độc Lập Bình Dương shop thử việc với vai trò giống như là một ca sĩ vậy. Bên anh thì kênh số lượng khán giả follow rất là nhiều nhưng mà ai hát cũng dở hết, nên là bây giờ không có ai mà phục vụ cho khán giả hết. Thì em về đây em hát và thỉnh thoảng anh Hùng ảnh với chị Nguyễn Thị Bo mà có rảnh thì qua đây đệm đàn cho em Vinh em hát nha. Rồi, đồng ý. Cùng đồng bào người Khmer mình thì sống tương tự nhau cũng hay mà. Rồi. Đồng ý không? Dạ, yeah, đồng ý không? Tay cao lên. Đồng ý. Cảm ơn buổi gặp gỡ ngắn ngủi giữa anh Hùng, em Bo và Vinh ha. Hy vọng là sắp tới là Vinh sẽ bước vào một cái đợt xạ trị và thành công cái ý muốn mà trở về Độc Lạ Bình Dương shop sẽ thành hiện thực ha. Rồi đây là Vinh vui vẻ là sắp tới sẽ hỗ trợ Phú là điều hành cái mảng Độc Lạ Bình Dương shop. Thì Vinh có chia sẻ gì về công việc sắp tới của bạn Vinh này không? Dạ. Khi mà chị Vinh tới đây chỉ cần mang một năng lượng tích cực và một nụ cười thôi là mọi việc là sẽ ok hết. Đó, chỉ cần Độc Lạ Bình Dương thì anh Phú giới thiệu ai hát cũng dở hết, em hát cũng dở lắm. Đó, nhưng cần một ca sĩ đó, mình kết nối với khán giả thông qua những bài hát đó, rất là tuyệt vời. Đó, cho nên lúc nào Độc Lạ Bình Dương shop cũng sẽ giang tay đón chào chị Vinh khi mình xả trị xong này, khỏe mạnh này, đó, xong mình đi làm. Dạ. Tương lai nó sáng lạn. Chúc mừng chị Vinh nha. Chúc chị Vinh là mình sẽ có một cuộc xả trị nó thuận lợi. Đó. Dạ. Đây là Yến Mong Anh. Là người giống như là chốt sale á. Kết nối với khán giả, ai mà thích cái sản phẩm nào rồi Yến sẽ tư vấn cho. Dạ. Thì Yến hôm nay gặp chị Vinh thì Yến thấy nhan sắc và cũng như là tinh thần của chị Vinh như thế nào? Chị Vinh rất là đẹp và tinh thần kiểu như là lạc quan, thoải mái á. Nên em nghĩ là sau này chị xài rượu xong á, chị về Độc Lạ Bình Dương shop là coi như rất là phù hợp luôn. Dạ. Ví dụ giống như chị có thể hát rồi và đôi khi chị có thể tư vấn cho khách hàng cũng được. Em sẽ coi như là hướng dẫn chị ha. Bữa nay mình hát được một câu nào không? Chưa hả? Cái cổ này nó, các bạn, cái cổ này mới cái khâu lại nha các bạn, nên là chưa hát được nào. Để từ từ á, để từ từ đó, hát cho các bạn nghe, các bạn quản luôn. Tóc bữa nay công nhận nó mượt, nó đẹp ghê thiệt chứ, có mấy ngày mà sao nó đẹp ghê không? Nó lên màu nâu óng ánh ha, mướt mát thiệt chứ. Kiểu này chứ ông chồng ở nhà ông lo lắm á. Chồng ổng cho em qua đây, ổng có băn khoăn gì không? Ông nói là đi về hay gì? Nói đi qua đó chơi xong bắt đầu chiều về hay gì? Em nói là ngủ đó. Nói ổng nói sao kỳ vậy, đi nhà người ta mà ngủ nhà người ta không ngại, không biết ngại gì. Nói thôi đâu quá. Nói ngủ một đêm mà xong đâu về rồi. Ổng nói đi em đi. Gọi về phải. Ổng là đi làm việc rồi, ổng được đưa đi á. Chồng của chị Vinh cứ yên tâm nha, cứ ngủ nhà Phú là an toàn 100%. Còn anh Hùng ảnh ghé chơi thì thôi ảnh cũng về á, chồng chị cứ yên tâm nha. Không có đâu, không có ngủ lại đâu. Rồi bây giờ mình mời hai nhân vật đi ra nhà Phú chơi dùng bữa cơm trưa nha. Rồi, trước hết mình cũng xin chúc bạn gì, bạn tên gì? Vinh. Và sẽ đồng hành với Phú Độc Lạ Bình Dương nha. Thành công tốt đẹp nha. Đồng bào Khmer mình luôn đi. Rồi. Chom chun pu oi ban sai đây sao sai cho đã đó nè. Và. Là ông chúng là Không ấy là em chúc bằng Khmer luôn, không là nhận một xíu rồi. Nhum cơ chun po ai pu chọc chạy nâng càng vậy. Ba. Nâng càng là sao? Tức là nâng cao. Tức cao tốt đẹp. Mọi thứ đều là tốt đẹp. Nâng cao tốt đẹp. Tự nhiên dịch ra lương cao là tốt đẹp. Đấy là lương cao. Không, có phải lương cao là nâng cao. Từ về làm được không chưa hết thì lương cao.